Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể đến tất cả các anh chị nha. Hôm nay Trần Anh chuẩn bị đi Đắk Nông nè. Bây giờ là 6 giờ 30 rồi. Em tranh thủ em làm cái clip con Captivan hôm qua em mới về đây. Em làm cái clip Captivan hôm qua em lấy với con Innova G-Link G về phục vụ bà con nha. Giá rẻ thôi, hơn 200 là anh chị có thể sở hữu được con Innova G-Link G rồi. Em lấy hôm nay em qua đó em lấy 3 con à. Đây à, đây là con Captivan đời 2007, máy 2.4, ghế chính điện, con này bản đủ luôn nha anh chị, cùng đèn nguyên bản theo xe nè. Đó, biểu tượng của Chevrolet Captivan nè, đồng sơn con này màu vàng két nha. Nó cục đèn còn rất mới, con này không có dấu hiệu con vinh nha, con này em vừa mới lấy về tối ngày hôm qua đây. Bốn vỏ nè, bốn vỏ được 60%, mâm là mâm đúc nguyên bản theo xe hết, tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nha anh chị nha. Trang bị là lóc cửa mở khóa tự động từ xa. Con này vô nhiều đồ chơi rồi, xíu nữa Trần Anh qua chi tiết nội thất cho anh chị xem à. Đó, phong dáng con Captivan nè. Bên em salon về rất nhiều xe anh chị ạ. Dòng nào bên em cũng có nha. Con này đăng kiểm tháng 4 năm 2020. Đây là anh chị coi những cái vân chạy của nó nè. Rất là đều đặn, không có dấu hiệu là cứng đụng. Cái dòng này rẻ tiền, thích hợp đến tay người tiêu dùng nha. Anh chị nào cũng có thể mua được em nó về chạy hết 7 chỗ. Rất rộng rãi, bốn vỏ đều như nhau nha anh chị nha. Đây là mâm đúc nguyên bản theo xe nè, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu đây ạ. Nó chỉ có những cái sóng gân chạy, những cái sóng gân chạy của nó nè, rất là đều đặn, không một tí cứng đụng con xe luôn, xe chính chủ nha. Anh chị thích thì bên Trần Anh ủy quyền cho. Đó là phong dáng của em nó nè anh chị ạ, bột màu vàng két nha, đồng sơn rất là mỏng mà anh chị ạ, sơn rin nè, sơn rin trên con xe này còn được 80% nha anh chị. Không có dấu hiệu là dầm vé nha, bốn vỏ nè, đều như nhau luôn. Đây là cụm đèn nè, cụm đèn nguyên bản theo con Captivan đã được ốp inox hết toàn diện rồi. Đây là Chevrolet Captivan nè anh chị. Đây là biểu tượng logo của dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nha. 81A06336 đây nè. Captivan bản LT nè. Tích hợp là cảm biến ve nè, cảm biến ve phía sau nè. Mắt cam ve nè, đầy đủ hết trên con xe này rồi. Trên đây là chủ nhà tích hợp ta ốp inox nè anh chị thấy không, ốp inox quạt sau ta ốp inox nè, ốp inox hết toàn diện rồi. Nước sơn còn bóng lắm anh chị ạ, nước sơn rin của con xe này còn rất là đẹp, cụm đèn nguyên bản là không có dấu hiệu là chạy chùa luôn, được ốp inox hết toàn diện anh chị nha. Hơn 200 triệu anh chị có thể sở hữu được con Captivan đời 2007 này rồi. Đây Trần Anh vô phần máy Trần Anh test cho chị xem nhé. Nè, ốp chụp bình xăng người ta có ốp inox nè, chị có những cái sóng gân nè, sóng gân chạy của em nó đây nè, rất là đều đặn, không một xíu cứng đụng nha anh chị nha. Tích hợp phần sau người ta lại dán toàn bộ phim cách nhiệt hết toàn diện rồi. Đồ bước chân đây ốp inox luôn anh chị ạ. Đây là Trần Anh vô Trần Anh test cho chị xem nè. Cảm biến ve đầy đủ trên con xe luôn. Đây nè, mốt lóc khóa mở cửa tự động từ xe hết nguyên bản hết theo xe nhá. Đây nè, đó, mình test cho anh chị xem nè. Dòng này bán rất là nhanh chạy nha. Rất là nhiều anh chị hỏi Trần Anh có Captivan không. Thì hôm nay nè, ghế chính điện. Đây ạ. Đó. Đồng hồ nè. Con này được 76.776 km nha, vòng tua máy nè. Âm thanh rất hay luôn. Đây à. Gương chính điện nè. Đó, mọi thứ còn hoạt động ok lắm. Đây à. Từ cục từ mở nè anh chị thấy không? Đó, gương từ cục từ mở nha. Em cũng mới lấy về tối ngày hôm qua thôi. Vô lăng nè, tích hợp nút điều chỉnh trên vô lăng nè. Đây nè, trợ lực lái ngồi một chỗ rất là nhẹ nhàng. Mấy dòng xe này không có dịch vụ đâu, cho nên anh chị cứ yên tâm nha. Âm thanh nhạc nhóm rất là hay luôn. Trang bị một cái đầu DVD nghe nhạc giải trí trên con xe này nhá. Đó, âm thanh đây nè, nguyên bản hết nhá, điều hòa tự động nè. Quân số nè, anh chị coi cần quân số của nó nè, không bị phai mờ luôn nhá. Xe này chủ nhà người ta đi người ta giữ rất là kỹ.
anh chị coi sau nè, trang bị thêm một cái đầu giải trí xíu cho anh quay chi tiết nè. Tắp lô nè anh chị coi nè, đó những cái vân gai trên tắp lô nè, không có dấu hiệu bị mài mòn nha. Đây là cả miếng ve nè anh chị, đó máy lạnh chừng anh đang đóng luôn, cột kèo là nguyên bản tao xe hết chân rồi chừng nỉ anh chị ạ. Đèn còi đây rất là nhẹ luôn đó, tắp lô nè anh chị, tắp lô nỉ nguyên bản nha. Ở trong nè, trong có cả đồ mốt nữa nè, đầy đủ hết, không thiếu cái gì luôn ạ. Đồ mốt theo xe nè, tắp bi cửa nè, nó tắp bi cửa anh chị thấy không, những cái cột kèo nguyên bản theo xe nè. Chân thì chân nỉ nhé, còn rất mới, nội thất mới 80% luôn. Chủ nhà tích hợp nè, chủ nhà bọc một cho em nó một cái lớp áo da rất là xịn đó anh chị thấy không, bọc lớp áo da đó. Máy móc cực kỳ khô ráo, mọi thứ chức năng nè, ưu tiên xi nhan đầy đủ hết, không thiếu một khoản gì nha anh chị. Đây nè anh chị coi nè, kết hợp là ghế chính điện nha. Đây nè, đó ghế chính điện anh chị thấy không, đây là ghế chính điện nè, đó tích hợp theo xe là ghế chính điện nhá. Mạc tem nguyên bản theo xe nè, không dấu hiệu là cứng đục sơn rin, là còn nguyên bản hết anh chị nhá. Con số nó đây nè anh chị, đó con số nè, nguyên một cụm táp lô của nó nè, đó những cái vân gai nó nội thất nè anh chị coi nè, ốp một bọc một cái áo da rất là xịt luôn đó, áo da nguyên bản thôi, Chevrolet rồi dạ. Đây là chừng anh vô phần nội thất thì anh test cho chị xem nè, em để xe hơi chật tí xíu nè, ở người sau nè, con này đồ full đồ chơi rồi nha. Đây nè, trang bị thêm một cái đầu đĩa để người sau có thể giải trí nha, một cái màn hình đây nè, đó chị thấy không, một cái màn hình gập nè, rất là hay đó. Chị thấy cái xe nào đồ đẹp vậy không, à tổng quan nè, đó tổng quan phần tắp lô của con xe Captivan đây. Nói chung qua thời gian 5 tháng thì chiếc xe này nó còn vẫn rất là đẹp nha anh chị nha. Đây nè, trang bị một cái màn hình DVD, người ngồi sau có thể nghe nhạc, xem phim, giải trí trên cái đồng hồ này đây. Đó, mở tắt nè. Đây là bộ áo da anh chị nha, bộ áo da nè, nguyên bản cái xe nè. Bộ áo da đó chủ nhà mua, chủ nhà tích hợp á. Chân nỉ nó còn rất là mới vậy thôi, chân nỉ nè, đèn đóm nó không thiếu cái gì luôn. Đó chị thấy đèn đóm không, đèn đóm không thiếu bất cứ một khoản gì nhá. Cột kèo nè, gầm bè là không có xíu một mọt, ghế nè, ốp toàn bộ ốp da, ốp ghế ngồi hết rồi nha anh chị. Tao bi nè, mấy cái dòng xe này không có dịch vụ rồi anh chị thì cũng có thể yên tâm mà sử dụng nhá. Đây nè, học để đồ nè, một học nè, đây một học nè, hai học là đựng nước nè, nó rất là thông minh anh chị thấy không. Cột kèo là những cái vân gai nè, nguyên bản hết từ anh Z luôn, keo chỉ trong nách là anh chị coi nè, không có một phân chỉ nào luôn nha. Nội thất còn đẹp lắm, những cái vân gai nè anh chị coi, những cái vân gai nè, cánh cửa sau nè không dấu hiệu là bị mài mòn luôn. Tay nắm nè anh chị coi, tay nắm nè, xe đẹp thì anh mới lấy nha, tay nắm nguyên bản hết đó, keo chỉ nè, sơn rin trong nách là còn rất là nhiều. Màn hình trang bị giải trí nghe nhạc đây, máy lạnh chừng anh đang đóng rồi, tem móc bảy màu nè còn nguyên bản luôn. Chừng anh sắp đi Đắk Nông rồi nha anh chị nha, em quay xong clip là em sẽ đi Đắk Nông, em lấy với con Innova và em phục vụ bà con, những anh chị đó ít tiền ạ, để chạy có dịp Tết này che nắng che mưa nhá. Đây là chị, đây là đó anh chị coi nha, đây nè, những cái đinh bấm nè anh chị coi cho chừng anh nha, những đinh bấm nè, xe không một xíu cứng đục, không một xíu lỗi lầm luôn anh chị nha. Ghế là ghế sau nè, đó ốp nỉ hết toàn diện rồi anh chị coi, là cốp sau nè nguyên bản từ anh Z luôn đó, xe bao cò bao đỉnh luôn nhá. Đây nè, học để đồ nè, không thiếu món gì luôn ạ. Học để đồ nè, đây nè, dòng này dòng 7 chỗ nha, gấp hai cái băng ghế sau lên nha, gấp hai cái băng ghế sau lên thôi là anh chị có thể chở được 7 người. Còn anh chị mà chở khoang hành lý là anh chị chỉ việc gập hai cái ghế sau này lại là anh chị có một không gian rất là lớn, chở đồ đạc, hành lý, hoa quả, trái cây, đồ tư trang vật liệu của mình anh chị nha. Sau là ốp inox nè anh chị coi nè, đó
đây nè, những cái sóng lường coi coi keo đinh tán nè anh chị coi nè, tay móc bảy màu của ti nhúng thủy lực là không dấu hiệu là mất luôn nhé. Đây nè, đó chị coi những cái đinh bấm không, Trần Anh quay rất là chi tiết nha. Đây nè anh chị coi nè, đó phần keo chỉ đó không mất một phân nào luôn chị thấy không, xe này bao đẹp đến với tay người tiêu dùng luôn chị. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì thích hợp nè, loa là chủ nhà đã trang bị lá súp nhá. Đây nè bác ơn sau là người ta đổ hai cái lá súp nè, nghe nhạc rất là hoành tráng luôn đó, chất xe thì đẹp mãi với thời gian anh chị nhá. Đây nè, tay nắm cửa nè, tay nắm cửa là nguyên bản của xe nè. Đây là anh chị xem nhá, đó chất xe bao đẹp luôn. Em vô mở cái phần máy lên cho anh coi, đó phong dáng của con xe đây. Họ mở cái máy của cái cốp của nó, cái van đây qua hướng kia kìa, gầm bờ là không có xíu mụn mọt anh chị nhá, full rất đẹp luôn. Anh chờ em xíu nhá, anh chờ em xíu làm cái clip xe cái. Đây là anh chị coi phần máy nhá, chừng anh sẽ qua cái phần máy cho anh chị xem. À thả ra luôn không có cần ấy đâu, máy nè, máy đang hoạt động anh chị nha. Máy mức đầu tiêu hai con này là 2.4, máy nổ rất là êm nè anh chị ạ. Đây nè anh chị coi là tay móc bảy màu nguyên bản nè, của trụ nè, không có dấu hiệu là khui mở luôn nhá. Đây là những sóng lường nè anh chị coi nè, sóng vàng nè, không một xíu là cứng một con bên con xe này luôn. Đây ạ, đây là những cái đinh tán bấm nguyên bản của nhà sản xuất nha anh chị xem nhá. Đó những cái đinh tán bấm nè, xe này bao với chị nha, không một xíu ngày giờ cứng đụng dịch vụ con xe này anh chị cứ yên tâm. Đó những sóng vàng nguyên bản hết. Đây nè, tay móc bảy màu nè anh chị coi nè, đời 2007 là đời thì nó cũng rất sâu rồi, nhưng mà chất xe nó còn đẹp được đến như vậy là của bền là tại người nha anh chị nhé. Máy móc là hoạt động rất là khô ráo, lấy cách nhiệt nè, không có dấu hiệu là bị mục nha anh chị nhé. Đó phong dáng đó, con này xài 4 máy, xài 4 máy, máy 2.4, mức độ tiêu hao nhiên liệu của con này là nó phải nằm tầm cỡ 10 lít anh chị nha, 10 đến 11 lít, đó là xe có sao thì chừng anh nói vậy. À là tích hợp là hai cụm đèn, hai cụm đèn bi nè, bi mắc cầu nè, nguyên bản cho xe hết nhá, không có một xíu là đồ chế con xe nắp carbon nè anh chị coi nè, những cái sóng gần như nắp carbon nè, còn nguyên bản luôn. Đây là phần nỉ cách nhiệt nè anh chị, nỉ cách nhiệt này có nhiệm vụ cho nó khỏi nóng trên nắp carbon á, nỉ nè, khi mà anh chị vận hành thì cái mức độ nóng từ cái máy nó bốc hơi lên rất là nóng anh chị nha, cho nên là người nhà sản xuất tích hợp ra một cái nỉ cách nhiệt này nè, để cách nhiệt cho nó khỏi nóng nắp capo anh chị nhé. Đó là nguyên bản xe đó, keo chỉ được không mất một phân nào luôn anh chị ạ. Cái này đó chị thấy keo chỉ không, không mất một phân nào luôn, xe bao đẹp nha, hỗ trợ là hai tia nhúng thủy lực anh chị, đó chị thấy không, hai tia nhúng thủy lực nè, còn nguyên bản hết chất xe đây à. Bao cò bao đỉnh luôn nha anh chị. Đây là tổng quan salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 do Trường Anh đứng ra bán hàng, chịu trách nhiệm toàn diện đến toàn thể tất cả anh chị ạ. Bên em còn rất là nhiều mẫu xe nhá, anh chị mua thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh đến tận salon làm việc với em nhá. Bên em nhận ship xe 64 tỉnh thành luôn. Trường Anh quay luôn phần gầm cho anh chị coi ạ. Gầm bệ là không có một xíu mụn mọt anh chị nhá, riêng Trường Anh tải xe Trường Anh tải rất là chuẩn nè. Đó anh chị thấy gầm bệ không, gầm bệ con Captivan nè, không một xíu mụn mọt luôn. Máy lạnh đang đóng lên anh chị coi máy nè, lép protein rất là khô ráo luôn, chị thấy máy lạnh đang mở không? Đó, em đang mở máy lạnh luôn á. Máy móc cực êm nhé, form dáng bao đẹp luôn. Đầy đủ trên con xe này, không thiếu một cái gì ạ. Đây nè, anh chị coi lớp Seco nè. Đó, vỏ Seco nè, vỏ Seco máy tinh. Jeep là cho anh chị coi nhúng nè, nó nhúng nguyên bản, tem ốc bảy màu giống nhúng á, còn nguyên bản luôn. Hai bô là gì ạ, đây là hai bô nhá, hai bô rim theo nhà sản xuất á, không có một xíu độ chế anh chị nhá. Đó chiếc xe đó, một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn. Anh chị mua thì alo trực tiếp cho Trường Anh. Trường Anh chúc anh chị có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại.